Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ khẩn trương điều tra xác minh việc sản xuất kinh doanh phân bón giả, trước hết là tại khu vực Tây Nguyên, có kết luận rõ ràng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 1 tháng 10 năm 2017. Thời gian vừa qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt để ngăn chặn tình trạng phân bón giả, kém chất lượng như nghị quyết số 41 NQ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Chỉ thị số 15 CTTTG ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp. Tuy nhiên, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại khu vực Tây Nguyên. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ khẩn trương điều tra xác minh việc sản xuất, kinh doanh phân bón giả, trước hết là khu vực Tây Nguyên, có kết luận rõ ràng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 1 tháng 10 năm 2017.